Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Michael Saylor nói về sứ mệnh của Bitcoin và tầm quan trọng của nó. Michael Saylor, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của MicroStrategy, đã đề cập trong một tweet gần đây rằng nhiệm vụ của Bitcoin là vô cùng quan trọng. Ông đã chia sẻ một đoạn clip từ một chương trình trên Fox Business nói về thảm họa gần đây và các chủ đề khác trong thế giới tiền điện tử. Cuộc trò chuyện giữa Natalie Brunel, một nhân vật truyền thông, và người dẫn chương trình Charles Pay đã nói về sứ mệnh của Bitcoin và lý do tại sao nó lại quan trọng như hiện nay. Phát biểu về các sự kiện hiện tại, Natalie Brunel tuyên bố rằng: "Phản ứng của tôi đối với tất cả những sự kiện này là hãy bảo vệ tiền của bạn, hãy lưu giữ tiền điện tử của bạn một cách cẩn thận. Chưa bao giờ giá trị của Bitcoin và quyền tự giám sát lại quan trọng đến như vậy. Mọi người đang chuyển sang ví cá nhân để tự bảo quản với số lượng lớn. Bitcoin không có rủi ro đối tác và có thể được lưu giữ một cách an toàn mà không cần tổ chức phát hành." Trong khi đó, người dẫn chương trình Charles Pay đã rất ấn tượng với cách Bitcoin đứng vững trong sự hỗn loạn. "Không có gì thay đổi các nguyên tắc cơ bản của Bitcoin. Mọi người đang rút Bitcoin của họ khỏi các sàn giao dịch, tỷ lệ băm cao và mọi người đang mở địa chỉ ví và nắm giữ. Chuỗi sự kiện này chứng tỏ tầm quan trọng của lý do tại sao Bitcoin được phát minh và tại sao chúng ta cần một tài sản không cần có sự tham gia của bên thứ ba." Thông tin tiếp theo, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành và CIO của AK Invest, Katie Wood, vẫn lạc quan về dự đoán giá Bitcoin trong bối cảnh thị trường khủng hoảng. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Katie Wood đã làm rõ quan điểm của mình về dự đoán giá Bitcoin. Bà khẳng định sẽ giữ nguyên dự đoán Bitcoin đạt 1 triệu đô la vào năm 2030. Katie Wood nói rằng, đôi khi thị trường cần trải qua thử thách và khủng hoảng để xem đâu là giá trị đích thực. Điều quan trọng là phải nhìn thấy tài sản sống sót sau hậu quả. Điều quan trọng là phải kiểm tra cơ sở hạ tầng thị trường. Bà cho rằng, Bitcoin có thể vượt qua những khó khăn này. Tuy nhiên mọi thứ sẽ chậm lại vì các nhà đầu tư tổ chức đang sợ hãi và lùi bước. Nhưng một khi các nhà đầu tư tổ chức hiểu chuyện gì đang xảy ra trên thị trường tiền điện tử, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, họ có thể xem Bitcoin và Ethereum là khoản đầu tư đáng để cân nhắc. Và thông tin cuối cùng, vào thứ ba, giám đốc điều hành Binance đã đăng một tweet nghi ngờ Grayscale, nhà điều hành quỹ ủy thác Bitcoin lớn nhất thế giới, có thực sự nắm giữ tất cả số Bitcoin mà họ nói hay không. Grayscale sau đó đã nói rằng những lo ngại đó là không có cơ sở. Grayscale đã được hỗ trợ bởi đối tác Coinbase. Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cũng đã xuất hiện để trả lời ngay sau đó trên Twitter: "Nếu bạn thấy phút ngoài kia, hãy nhớ rằng tài chính của chúng tôi là công khai. Chúng tôi là một công ty đại chúng, trong khi Binance là một công ty tư nhân không tiết lộ thông tin tài chính." Vài phút sau, CZ đã xóa dòng tweet của mình. CZ cũng đóng vai trò lớn trong sự sụp đổ của FTX. Ông là người nổ phát súng đầu tiên khi thông báo sẽ bán tất cả token FTT của FTX mà ông nắm giữ. Điều đó đã gây ra một cơn hoảng loạn khiến tình hình tài chính của FTX bị lật tẩy và sau đó buộc phải tuyên bố phá sản. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.